Xin chào tất cả các bác này. Có rất nhiều bác rất khoái ăn cái món lòng già của lợn đấy. Đây, thì các bác có thể ra quán ăn, thì họ chế biến theo rất nhiều kiểu, chẳng hạn như lòng già sáo dương hoặc là lòng già sò mẻ. Và tôi thì tôi cũng rất đặc biệt rất thích ăn món lòng lợn, và đặc biệt tôi thích ăn món lòng già. Thì hôm nay tôi mua được một đoạn lòng già đây, liền cả hấu đuôi luôn đây. Đấy, thì hôm nay ấy, tôi sẽ làm món lòng già xào tỏi xào giấm. Xin mời các bác theo tôi và xem cách chế biến phương pháp lòng già xào giấm xào tỏi của tôi có ăn như thế nào, mà nó có một vị khác biệt khác không. Thì các bác nào mà khi ăn cái lòng già đấy thì các bác có thể xào theo nhiều cách của bác, xong lòng già xào dưa xào tỏi xào mẻ thì rất bình thường rồi đúng không? Mọi người đi ở quán thì hầu như mọi người toàn là ăn những cái món như vậy. Hôm nay tôi sẽ xào, đây là khấu đuôi nhá, lòng già nhá, tôi sẽ thái ra và xào mấy tỏi lá đấy. Rồi mời các bạn, bây giờ chúng ta thứ nhất chúng ta phải rửa sạch đi đã, rửa sạch bắp muối. Đây, bây giờ em sẽ phải rửa đi mới được. Trước khi rửa thì chúng ta phải bóp ra. Chúng ta khi mua cái lòng già đấy thì chúng ta phải chọn cái khúc lòng nào nó ngon trắng thì chúng ta hãy mua về chúng ta xào mới ngon. Thì đây đây là muối trắng nhé, chúng ta phải bóp muối qua mới được, chúng ta mới ăn rửa. Bóp muối cho nó sạch sẽ. Đây là cái lớp này là lớp trong của con lợn nhá, chứ không phải là đấy, lớp này lớp nên chúng ta phải bóp muối ở cái lớp này cho sạch. Đấy, còn nói thật với các bác, những bác nào thích ăn cái món lòng già này, lòng lợn này thì các bác mới hiểu mới biết là cái món lòng lợn này nó ngon như thế nào. Chứ còn những bác nào không khoái ăn ấy thì chắc chắn là sẽ có cảm giác là ghê sợ, nhưng mà các bác nào cũng phải thông cảm. Thì cái món lòng lợn này thì anh em chúng tôi là những người dân nhậu ấy thì rất nhiều người thích ăn lòng lợn, hay là tiết canh gì đó, lòng non, lòng lợn đấy. Còn anh em miền Bắc chúng ta ấy, để có sở thích là ăn thịt chó nữa đúng không? Nên là khi mà chúng ta ăn thịt chó ấy, nhiều người không ăn được, ví dụ thế, họ vào họ chửi, họ nói những câu rất là khó nghe. Nên là không phải là cái món này người này ăn được, món khác thì người khác cũng ăn được. Nên là chúng ta cũng không nên trách cứ một ai ăn món gì không ăn món gì ngon. Là đây nhá, quay lại trở lại với cái lòng già này. Thì chúng ta bóp muối xong chúng ta lại phải lộn lại như này nhá. Chúng ta lộn lại. Lộn lại để mình đề phòng là khi họ thịt lợn ấy, họ làm cái lòng lợn nó bẩn. Thì chúng ta phải lộn lại, chúng ta kiểm tra xem nó có bẩn không, chúng ta những cái mới chúng ta phải bóc đi. Đây, chúng ta lộn lại đây. Đấy, cái lộn lại thì đơn giản thôi. Các bạn lộn lại cho nước vào. Bóc lộn lại như này. Đấy. Đấy. Ok chưa? Đấy, bây giờ chúng ta bóc bớt mớ đi. Xem cái lọ nào nó dính phân không. Bóc sạch đi như này. Đấy, có những đoạn rất là bẩn này. Thì là bóc bớt đi thì nó ăn nó mới cảm giác ngon hơn. Đấy nha, còn những chị em nào mà không ăn được cái lòng già này, lòng lợn này các bác không ăn được thì các bác cũng khi các bác xem ấy, các bác cũng thông cảm cho bọn em nhá. Không phải các bác lại chửi nói những câu nói khó nghe lắm. Thực ra thì
những món này người này ăn được, món kia không ăn được, cho nên là đó là quyền riêng của mọi người, để cứ bắt vào tham khảo thôi. Còn thật ra cũng có rất nhiều chị em khóa những món này chứ không phải nhưng các đấm mày dâu mới khóa những món này đâu. Nhiều chị em cũng đi ăn món này thường xuyên. Đúng không ạ? Đây là các chị em cũng là thông cảm. Món này là món ăn này là món rẻ tiền, không cao sang quyền quý gì hết. Cho nên là cũng không đáng bao nhiêu. Ra mua 50.000 lòng gà thì cho ăn kẹt rồi, ăn thoải mái rồi. Không thoải mái nhưng cũng được một đĩa to đĩa đầy rồi. Đây thì chúng ta tuốt hết. Tuốt cái lòng hết cái mỡ ra này. Thì bắt đầu chúng ta lại lộn lại. Chúng ta không có bóp muối nữa. Rồi lộn lại. Lộn ngược lại. Lại lộn ngược lại như này. Chúng ta trở lại một lần nữa là chúng ta mang lên thái. Đây. Chuẩn bị hết đây rồi. Bây giờ chúng ta mang về thái. Đây. Thái ra thành từng miếng. Thì món này là món chúng ta xào mấy tỏi lá, tỏi khô và giấm. Nhưng tán làm món này ấy, xào theo cách này cũng rất là ngon. Chứ không quan trọng là chúng ta phải cứ xào mấy dưa, cà chua hay là xào mẻ thì ngon không? Còn là xào giấm cũng là một trong những món ngon ấy. Thật sự là những bác nào bác ấy thích ăn lòng gà ấy, hay là lòng non ấy, thì chúng ta chế biến luộc lên chẳng hạn, chấm món tôm hay chấm nước mắm cũng cực kỳ là ngon rồi, hấp dẫn rồi. Đấy, đó, thái ra từng miếng này nhá. Còn các bác nào mà cũng khoái ăn món lòng già như em này này thì các bác xem clip các bác bình luận ở dưới comment ở dưới cho em để em biết, để em rút kinh nghiệm lần sau làm món gì khác hơn nữa. Xong khâu thái lòng. Bây giờ được là em chuẩn bị cái hành cái tỏi. Đây nha, củ tỏi em vừa đi hái ở vườn về vẫn bẩn đây. Em bắt đầu rửa cái tỏi đi. Tỏi lá nha. Tỏi lá thì khi chúng ta xào ấy thì nó hơi thơm, mà tỏi khô cũng thơm, tỏi lá thơm kiểu đặc trưng riêng, mà có tỏi lá thì mới ngon, không có tỏi lá thì cũng được, chả quan trọng gì. Nhưng sau khi chúng ta làm ra có một đĩa mùi rất là được.
rửa sạch vết tỏi đi. Ok, nó rửa sạch tỏi đi nhá, thái ra. Đấy, bây giờ chúng ta thái ra thành từng đoạn ngắn 2 cm như này. Đấy, cho ra cái bát. Để tí nữa chúng ta cái lòng này nó sắp chín thì chúng ta mới cho xuống. Ok, bây giờ chúng ta đây là tỏi khô nhá các bạn nhá. Và tỏi khô ấy thì chúng ta cũng lấy không cần phải nhiều đâu, vừa vừa này được rồi. Đấy, thì chúng ta đã có cái tỏi tươi rồi, tỏi khô này cũng chỉ là gia vị thôi. Rồi bây giờ chúng ta tôi sẽ lấy giấm, cái tỏi giấm đâu đây nha các bạn nha. Thì chúng tôi đã chuẩn bị bát giấm đây. Đây là bát giấm trắng này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ pha gia vị luôn. Cho muối này, vào giấm luôn này. Đấy, cho mì chính luôn này. Đấy, đã cho tỏi luôn này. Đây là cách pha chế riêng của tôi nhé, chứ tôi không áp đặt cái cách này cho ai hết. Đây chỉ là cách pha chế riêng của tôi thôi. Đấy, các bạn có thể là xem vào cho mình xin ý kiến, chứ là không phải là mình, các bạn phải làm thế. Là cách của tôi làm xào lòng già, mới giấm, mới tỏi, mới đá tỏi, nó chỉ vậy như thế thôi nhé, chứ không phải là tôi áp đặt gì, mà tôi không cho ngừng đâu. Đó là do nhưng mà khuấy đều đều lên thì nữa ta phải cho hạt tiêu này. Đấy, thì bây giờ tôi cho bác bắt bếp lên và xào món này theo từng công đoạn một. Đây các bạn nhá, thì lòng mà chúng tôi đã chuẩn, đây lòng đã chuẩn bị xong, lòng lợn đã chuẩn bị xong, tỏi đã chuẩn bị xong, lá tỏi chuẩn bị xong và giấm đã chuẩn bị xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến lượt là xào món lòng này. Còn cách xào như nào thì mỗi người có một cách xào riêng. Mỗi người thì có một cách xào lòng riêng. Còn cách của tôi thì tôi sẽ đổ cái lòng vào trong xào trước này. Đấy, xào để cho ráo nước ra thì chúng ta mới xào lần tiếp theo, lần hai. Là chúng ta là xào để cho ráo nước ra. Mà có một bí quyết xào lòng của những người thích ăn lòng, xào lòng thì họ sẽ có một bí quyết riêng khi xào lòng. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải xào lòng thế nào để cho cái lòng lợn này không bị hôi. Thì tôi cũng đã học hỏi thì biết được cái bí quyết đó. Đó là rất đơn giản thôi. Đó là khi chúng ta xào lòng, chúng ta không được dùng bàn sản nhôm. Vì khi dùng bàn sản nhôm thì nó sẽ lắc kỹ những cái lòng này. Thì có rất nhiều thứ kỵ nhau, đúng không? Đấy, cho nên là cái lòng lợn này lại rất kỵ với cái bàn sản nhôm. Khi chúng ta mà xào lòng lợn này, chúng ta không được nên xào bằng sản bằng nhôm thì sẽ làm cho cái lòng của mình hôi. Đấy là do mọi người truyền lại và tôi cũng áp dụng theo phương pháp đó. Và tôi cũng đã thử khi xào với cái lòng bàn sản và cái bàn sản nhôm ấy, chúng ta xào lòng này
và chúng ta xào chúng ta cứ dê dê như này là cái lòng nó khi bỏ ra ăn chắc chắn là hôi, mà tôi đã thử nghiệm và đúng thật là hôi. Đấy, nên các bạn khi các bạn xào lòng thì các bạn cũng không nên xào bản sản luôn. Mà không biết cái này các bạn có thử chưa hay đúng chưa, nhưng mà đối với tôi thì tôi đã thử nghiệm và cảm thấy đó là đúng. Đấy. Khi chúng ta xào qua cái lòng này để cho cái nước ở cái lòng ra nhiều, chúng ta sẽ bê đi chắc đi này. Đấy, tôi sẽ đi chắc nước đi. Đấy, chắc nước đi rồi nha. Đấy, bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm cho chúng cái chảo chúng ta khô và chúng ta mới cho mứa xuống. Nói với các bạn này, đây là phương pháp xào lòng riêng của cá nhân tôi thôi, chứ tôi cũng không áp đặt để cho mọi người. Nếu mọi người tham khảo hoặc hỏi thôi nhá. Bây giờ tôi bắt đầu cho mứa nha, mứa lợn này, đảo cho nóng. Và cái lòng lợn là lúc ấy chúng ta đã đây, chúng ta làm cho ráo nước cái lòng lợn đi, thì chúng ta bắt đầu cho mứa. Mứa rào lên chúng ta bắt đầu xào. Đấy. Và các bạn đảo. Mà cái lòng này rất là cái chín nhanh. Chúng ta phải chuẩn bị cái nước giấm này trước này. Để bắn nước giấm của tôi này. Thì tôi đã cho muối, mì chính, tỏi khô vào bắn nước giấm này rồi. Đấy. Chúng ta bây giờ đảo cái lòng này khoảng 1 phút rưỡi và cái lòng này sẽ chín. Cái lòng này rất là chín nhanh, cho nên là chúng ta muốn ngon và giòn chúng ta phải chỉ cần đảo tầm 1 phút rưỡi thôi. Đây, cái lòng đã săn lại rất là ngon. Đấy. Đấy. Bây giờ bắt đầu chúng ta cho cái giấm chúng ta đã pha rồi, gia vị giấm. Đây là gia vị giấm nha, tôi chưa pha rồi nha, đổ xuống. Gia vị giấm, tỏi, tỏi khô đấy. Đấy, ra để cho nó sôi lim dim khoảng 1 phút. Thì khi sắp chín rồi chúng ta mới bắt đầu cho tỏi, cái tỏi tươi này vào. Đấy. Mà những món nhỏ này các bác thử xem, rất đơn giản nhưng mà rất là ngon. Rất hợp với những bác nào thích ăn lòng, thích nhậu. Đấy. Khi được phút rồi bây giờ chúng tôi bắt đầu cho tỏi tươi xuống. Đảo. Khi cho tỏi tươi xuống đảo thì chỉ cần đảo khoảng 1 phút thôi. Và chúng ta mang ra ăn. Bây giờ tôi thử miếng xem đã đủ độ giòn chưa. Được rồi, đúng đủ độ giòn, nó ngon. Bây giờ chúng ta bắt đầu cho ra ngoài. Chúc qua đĩa. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đặc biệt cho đĩa. Khi chúng ta đã xào xong đĩa lòng xào giấm, nó sẽ được như này. Và rất là tuyệt vời. Gửi cho các bạn nào thích ăn lòng, món lòng xào mì giấm, đó là theo phương pháp riêng của tôi. Món này rất là tuyệt vời, rất hợp với những bác nào thích ăn món lòng. Và món lòng này với cách thức xào rất đơn giản này thôi. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và có gì góp ý thì các bạn hãy góp ý cho tôi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Xin chào.